Xin chào tất cả các bác và anh em. Các bác và anh em vừa được nghe một đoạn nhạc do cái combo cao cấp của hãng LA nó thể hiện. Các bác có thể cảm nhận được chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một trong cái bộ dàn hơn 50 triệu đồng này. Một bộ dàn hơn 50 triệu đồng thì nó có những sản phẩm gì và chất lượng nó ra sao? Trước tiên thì em giới thiệu các bác đây là một combo cao cấp của hãng LA, một trong những combo rất là cao cấp. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái quả súp 50. Một quả súp hơi 50 chính hãng LA. Các bác có thể quan sát. Tiếp theo đến thì đây là một con đẩy 3 kênh. Nó gồm một kênh súp công suất có là 1300W và hai kênh full công suất là 800W. Tiếp theo đến là con vang số cao cấp của hãng, mã là K12. Con vang số này thì tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng hiện đại nhất bây giờ. Tiếp theo bên trên đây thì là một con quản lý nguồn, toàn bộ điều khiển bằng thiết bị điện tử hết các bác nhé. Tiếp theo đó thì trên cùng đây thì là một cái bộ mic cao cấp mà chuyên dùng cho phòng hát sự kiện. Một những mã mic mà cực kỳ cao cấp, mã là M55 của hãng LA. Và cuối cùng thì các bác có thể quan sát được một trong những cặp loa vô cùng là sang trọng. Đây là dòng loa bọ cạp, một trong dòng loa thương hiệu nổi tiếng của hãng LA. Đối với mặt trước thì các bác có thể nhìn thấy đây là một cái logo sẽ phát sáng khi mà các bác đánh mở loa lên thì logo sẽ phát sáng. Đối với đôi loa này thì được thiết kế với một cái nước sơn là sơn nhũ. Bác nhìn tận mắt thì nó sẽ đẹp hơn khi em quay này rất là nhiều. Cấu hình của nó là bát 30 từ 190 côn 76 và tép kèn. Những sản phẩm cao cấp nhất của hãng. Chọn bộ thì với mức giá hơn 50 triệu đồng. Một trong những combo rất là cao cấp của hãng. Bác nào có nhu cầu sở hữu những cái dòng cao cấp của hãng LA này thì liên hệ trực tiếp với em. Và sau đây thì các bác sẽ nghe một đoạn test karaoke để các bác có thể cảm nhận được chất âm. Và em nói trước, chất âm của nó cực kỳ ngọt ngào, sâu lắng và dịu dàng. Các bác chỉ cần alo nhẹ thôi là đã hút mic rất là lớn rồi. Các bác không cần phải mất hơi, tốn hơi mà hát vẫn hay được. Bây giờ các bác cùng lắng nghe nhé. Một lời thứ tha bao ngày qua, người yêu ơi. Vẫn sẽ mãi yêu em cho dù anh vẫn biết sẽ không còn đâu. Yêu thương như lúc ban đầu, anh đã em là xin lỗi nợ em. Các bác và anh em vừa được nghe một đoạn karaoke mà tiếng hát của nó thì các bác phải nghe qua điện thoại. Một trong những chất âm cực kỳ là tuyệt vời, một trong những bộ dàn đẳng cấp vô cùng, chất âm thì hơn không cần quảng cáo nữa. Đấy. Và bác nào có nhu cầu sử dụng những bộ dàn cao cấp, chính hãng, sử dụng những thiết bị cao cấp nhất bây giờ thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc. Thực sự là đáng đồng tiền bát gạo, các bác có thể bỏ ra hơn 50 triệu đồng nhưng mà sử dụng những bộ dàn thực sự là vô cùng là đẳng cấp. Đối với những đôi loa súp 50, những dòng cực kỳ xịn. Vâng. Xin cảm ơn tất cả bác nào có nhu cầu sử dụng những bộ dàn cao cấp chính hãng là thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc để được lắp đặt tư vấn qua nhé.